Hoàng Nhật Lệ xin chào tất cả các bạn. Em tiếp tục lên sóng một con máy lọc không khí Panasonic FVX45, con này màu đen các bạn nhé, dành cho các bạn nào thích màu đen. Và con này thì em vẫn bán là 2,7 triệu, giá 2,7 triệu các bạn nhé, đã tặng kèm đổi nguồn, giá chưa có phí vận chuyển. Con này thì hình thức của nó thì màu đen các bạn, hình thức nói chung là vẫn còn rất là ok, đẹp, sáng sủa. Đây, công suất máy các bạn nhé, 35W này, điện 100V. Điện 100V thì em đã đấu điện 220V rồi. Đây. Hình thức nói chung là bình thường, cũng như các con máy khác thôi. Công nghệ Nano E khử khuẩn này các bạn này, công nghệ này có 3 tính năng là khử khuẩn nhé, tiêu diệt tất cả vi khuẩn nấm mốc nó bám ở trên các cái bề mặt bông vải, sợi quần áo này, rèm cửa này, nó xâm nhập các hạt nano để tiêu diệt trên đấy. Đấy, nó tính năng khử mùi luôn các bạn, cũng khử mùi luôn bằng công nghệ nano đấy nhá, và một tính năng làm ẩm da. Đấy. Con này thì em có màng mới đi kèm các bác, màng mới các bác nhé, màng mới và than hoạt tính này, than hoạt tính này cũng kết hợp với cả cái công nghệ nano để nó khử mùi. Đấy, khử mùi các cái mùi hôi nấm mốc này, mùi hôi thuốc lá, phòng các bác dùng gần phòng ăn này, nói chung là các cái mùi hôi trong phòng. Các tính năng khóa trẻ em này, công nghệ eco, báo độ ẩm, cũng như các máy khác bình thường thôi, điện đấu 220V. Trong này là máy phát nano E các bác nhé. Đấy, trong này này. Bên riêng này thì cũng là bình nước bùa, nói chung là cấu tạo như nhau thôi ạ. Nguyên lý hoạt động các máy là không khí thì chỉ khác nhau về một hai cái điều nhỏ nhỏ thôi. Trong này vẫn mang tạo ẩm các bác nhé. Đấy. Cái ngày khô, ngày nóng này các bác dùng điều hòa nhiều, phòng nó rất là khô thì các bác cho máy này vào đổ nước, bật chế độ buồm lên thì buồm tăng độ ẩm cho phòng. Này. Con này bán 2,7 triệu, nếu các bác nào có nhu cầu lấy thì các bác liên hệ nhé. À, xin chào các bác, giá 2,7 triệu chưa phí vận chuyển đâu ạ.